lại. Ván này bọn nó cứ xẻ độc gỗ thông ra ấy nhỉ. Mềm. Gỗ này là gỗ đấy. Nhiều miếng của ông Dậu này là gỗ, này là gỗ ở dưới ở đèn Tam Giang. Bên đàn. Ừ, đàn lai. Bên đàn tổ á. Dao đinh gì anh à? Bạn đóng cái dầm 2m65 đi. 30 à? Ừ. 20. Một dầm 30. Cái này đóng lương 30 đi. Hả? Cái con này này. Đóng cái nào? Cái này này. Đóng rồi. Đóng 20 á.